Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa update xong. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thông tin đầu tiên, thưa quý vị và các bạn, tin chấn động toàn Trung Quốc khi vào đêm ngày hôm qua, một cơn bão được cho là mạnh nhất thế giới, nó đã càn quét sát con đập Tam Hiệp vào 3 giờ sáng ngày hôm qua, tức là theo giờ Việt Nam, khả năng rất cao lên tới 97% con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đã cho sơ tán khẩn cấp hơn 100.000 triệu dân ở tỉnh thành phố phía Nam, trong đó có các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Tây, Quảng Đông lên các đỉnh núi cao để tránh trú phòng nếu như con đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Hiện tại, phía chính quyền Trung Quốc, chính quyền ông Tập Cận Bình đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như con đập Tam Hiệp mà bị vỡ thì toàn bộ 2/3 bản đồ trên thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Và đây được cho là một thông tin cực kỳ chấn động đối với chính quyền ông Tập Cận Bình cũng như hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc. Nhưng lại là một thông tin rất vui trên nhiều nước trên thế giới. Vậy vì có những như vậy thì chính quyền ông Tập Cận Bình mới bị xóa sổ, mà bởi vì thế Trung Quốc mới không dám lộng hành nữa. Thưa quý vị và các bạn, người ta cho biết rằng đây chính là nhân quả báo ứng, hay còn gọi là nghiệp quật, mà mẹ thiên nhiên và đứng tới cao Đức Chúa Trời đã ra tay trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh và cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì trong thời gian vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã gây ra biết bao tội lỗi đau thương cho cái thế giới này. Điển hình như chính quyền ông Tập Cận Bình chính là chủ mưu của con Covid-19, hay còn gọi là cái con Corona Vũ Hán. Đến bây giờ, trên toàn thế giới có hàng trăm triệu người nhiễm Covid-19 và hàng ngày có hàng ngàn người tử vong. Đây là một con số hết sức đau thương, tất cả đều do chính quyền Trung Quốc, chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền Trung Quốc còn đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, đặc biệt là khu vực Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam chúng ta, quần đảo Luzon của Philippines và quần đảo Natuna của Indonesia. Trong thời gian vừa qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, chính quyền ông Tập Cận Bình đã điều động rất nhiều tàu hải cảnh, tàu chiến, tàu dân phòng tiến ra khu vực Biển Đông, tập trận, thụy uy sức mạnh, hòng chiếm khu vực Biển Đông vào tay cho Bắc Kinh. Chính quyền ông Tập Cận Bình còn tự nhận vô con đường chiếm đoạt 80% diện tích ở ngoài khơi Biển Đông là của Trung Quốc. Chứ trên thế giới không một ai, không một nước nào thừa nhận con đường đới bỏ là của chính quyền Trung Quốc. Thế mà chính quyền ông Tập Cận Bình dám tự ý vẽ ra con đường đới bỏ chiếm đoạt 80% ở ngoài khơi Biển Đông, là tự thừa nhận con đường đới bỏ, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam chúng ta. Đây được cho là một hành động ngông cuồng, bành trướng, tham lam của phía chính quyền Trung Quốc và ông Tập Cận Bình. Trong thời gian vừa qua, thưa quý vị và các bạn, chính quyền Trung Quốc, ông Tập Cận Bình còn tuyên bố rằng bất kỳ tàu thuyền, tàu chiến của nước nào mà xâm chiếm lãnh thổ, đi vào con đường đới bỏ hay còn gọi là con đường chín đoạn thì lập tức sẽ bị đánh chìm, đánh sập tàu thuyền ngay lập tức. Và đây được cho là một bài phát biểu cực kỳ ngông cuồng và bành trướng của chính quyền ông Tập Cận Bình và các nước trên thế giới, nói rằng các nước phải bắt chặt tay nhau để trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh và cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Nếu không, chính quyền Trung Quốc sẽ được đặt chân nâng lên hàng đầu, khi đó tình thế sẽ cực kỳ nguy. Kính thưa quý vị và các bạn, ông Donald Trump đã từng nói một câu: nếu ông mà quay lại, ông sẽ ra tay ông trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh và cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi ông Donald Trump không phải là người dễ như ông Biden. Vì thế, mọi người dân trên thế giới đang rất vui nếu như ông Trump có thể quay trở lại để trừ khử Trung Quốc, diệt Tập Cận Bình. Trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đã gây ra biết bao tội lỗi cho cái thế giới này, bởi chính Trung Quốc là cái tác giả của con Covid-19, hay còn gọi là con Covid Vũ Hán. Vì bây giờ trên toàn thế giới đang dịch bệnh đang rất căng thẳng, bởi vì thế các nước hãy bắt chặt tay nhau để trừ khử Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị và các bạn, liên quan đến tình hình Trung Quốc, liên quan đến Biển Đông, chúng tôi sẽ luôn cập nhật cho quý vị và các bạn tin tiếp theo. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn bản tin dự báo thời tiết mới nhất của nước ta ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng miền Bắc đang trong những ngày thời tiết giao mùa khá bất thường, khi mọi năm thay vì nắng hanh thì năm nay lại rét từ ngày 28 tháng 10 đến hết ngày mùng 2 tháng 10. Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, khu vực các tỉnh thành Bắc Bộ đã có trời nắng khá tuyệt vời.
khu vực các vùng núi phía Bắc vẫn có một số nơi mưa rải rác, nhiệt độ dao động từ 19 tới 25 độ. Tại thủ đô Hà Nội, trời hôm nay khá tuyệt vời, từ 28 tới 31 độ. Chiều tối, nhiệt độ ở các khu vực sẽ giảm còn từ 18 tới 21 độ, trời se lạnh. Dự báo trong trạng thái nắng ấm sẽ duy trì đến hết thứ bảy tuần này, trước khi có một đợt không khí lạnh tràn vào ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần, khiến cho trời chuyển lạnh, rét sâu vào tuần tới. Nhiệt độ thấp nhất tại các khu vực cao như Sapa, Lào Cai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn có thể xuống dưới mức 7 độ C. Khu vực vùng núi giảm xuống 10 tới 15 độ C. Trong các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh ven biển Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, thấp nhất lần này có thể giảm xuống dưới 13 độ C. Không khí lạnh và gió đông đều suy yếu, vì thế mưa ở miền Trung cũng giảm hẳn. Nhiệt độ hôm nay khá tuyệt vời, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ tăng lên ngưỡng từ 27 tới 30 độ. Từ Quảng Ninh trở vào đến Đà Nẵng, nhiệt độ cao hơn ngưỡng từ 28 tới 33 độ C. Có khu vực từ Quảng Nam trở vào đến Bình Thuận sẽ là nơi có nhiệt độ cao hơn, dao động từ 30 tới 33 độ. Dự báo từ ngày 8 tháng 11, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với không khí gió đông trên cao, khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, tâm mưa tập trung từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong hai ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 11. Từ đêm ngày mùng 8, trời sẽ chuyển rét tại khu vực Bắc Trung Bộ. Ở phía Nam Trung Bộ đang tồn tại một rãnh áp thấp tác động chính đến khu vực Nam Bộ, khiến cho các tỉnh Nam Bộ chiều và tối nay sẽ có mưa dông rải rác, thậm chí một số nơi khu vực miền Tây Nam Bộ còn có mưa rào và dông vài nơi, dông cực mạnh. Tuy nhiên, ban ngày trời vẫn có nắng trên ở hai khu vực. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là từ 28 tới 31 độ, còn đối với các tỉnh Nam Bộ từ 31 tới 33 độ. Hôm qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra một khẳng định rằng trong thời gian tới, ở miền Bắc sẽ chịu một đợt không khí lạnh từ ngày mùng 7 trở đi. Người ta dự kiến rằng đợt rét này sẽ là đợt rét từ 40 năm trở lại đây mới có một đợt như thế này. Người dân hết sức cẩn thận liên quan đến tình hình dự báo thời tiết, tình hình mưa lũ biển Đông. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật để gửi tới cho quý vị và các bản tin tiếp theo. Và chương trình hôm nay do thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.